Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày 20 tháng 3 năm 2019. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393 998 95. Địa chỉ là số nhà 143, đường Ích Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Sở dĩ thì 2-3 hôm nay thì em không lên video vì nhà em thì nói thật là cũng có một chút công việc. Nên là em xin phép là 2-3 hôm vừa rồi thì không lên video. Có một số bác đặt hàng thì em cũng đóng hàng trả đơn cho các bác. Tuy nhiên thì có thể nó sẽ muộn hơn một hôm thì cũng mong là các bác thông cảm. Thì trong phiên tối ngày hôm nay thì cũng có nhà em cũng có khá là nhiều mặt hàng. Và một số mặt hàng thì chắc còn lại số lượng ít thì chắc chắn là em sẽ giảm giá để mọi người sưu tầm ạ. Thì sau đây thì em xin phép là đi qua những mặt hàng trong phiên buổi tối ngày hôm nay nhà em có nhé. Đáng nhẽ là lên video vào buổi sáng cơ, nhưng mà nhà lại có chút công việc nên là bây giờ mới lên được video ạ. Thì các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em vừa đọc. Và sau đó thì ngày mai em sẽ đóng đơn, trả đơn cho các bác nhé. Và sau đây thì em xin phép là đi qua từng mặt hàng trong phiên buổi tối ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì nhà em lại về rất là nhiều, đó là các chế phẩm thuốc dành cho lan. Đầu tiên thì em xin giới thiệu mọi người, đó chính là cái bộ ba sản phẩm mà đang được sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường. Đó chính là nấm Trichoderma, phân bón lá Pseudomonas và cái lọ dịch chuối này. Thì em bán giá là 290.000 một bộ này, bao gồm dịch chuối là 40.000, phân bón lá là 130.000 và nấm Trichoderma là 120.000 nhé. Bộ sản phẩm này do bên anh Nguyễn Quốc Tư cung cấp nên là hàng chính hãng này, các bác yên tâm là không phải là hàng, yên tâm về chất lượng các bác nhé. Và giá cả thì rất là hợp lý rồi, các bác cứ thể tham khảo thị trường. Thì ngoài thị trường này em tham khảo họ bán cũng phải đến 150.000 một lọ nấm Trichoderma và cái dịch phân bón lá thì cũng 160.000 cơ. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo xem. Những cái sản phẩm thuốc thì em có thể chuyển phát chậm cho các bác. Thì các bác đặt hàng thì chuyển phát chậm nhé, cho đỡ tốn tiền cước nhé. Ngoài ra thì nhà em cũng có chế phẩm khác như là Hùng Nguyễn 20.000 một lọ, Di Xanh 60, Di Đỏ Pro là 70, Phi San rồi Phi San này, rồi các loại khác nhé, bên một Thái. Và sau đây là những cái sản phẩm lan trong phiên buổi tối ngày hôm nay nhà em có ạ. Trước tiên thì em xin giới thiệu mọi người, đó chính là mặt hàng, đó chính là chớp Mỹ Lai 5 cánh trắng họng hồng. Đây là cây hàng giống nhá. Cây hàng giống thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây, em ước chừng lên bàn tay để cho mọi người biết này. Đấy, không các bác lại bảo là cây sao cây lại bé thế, vì nói thật là cây hàng giống này, cái giá thành của nó cũng rất là mềm để cho các bác sưu tầm thôi, vì những cái mặt bông của nó thì gọi là xuất sắc. Lai thì những cây mẹ phải nói là rất là đẹp, thì ra những cây lai như vậy này. Đấy, 5 cánh trắng họng hồng em bán là 70.000 một bầu này. Tiếp theo đó chính là châu Như Lai. Châu Như Lai thì cây nó cũng nhỏ thôi. Đấy, có một số cây thì một thân, có cây thì 2-3 thân. Đấy, cây 2-3 thân thì nó ngắn hơn một chút này. Số lượng còn rất là ít thôi nhé các bác nhé. Em bán là 55.000 một bầu châu Như Lai. Mặt bông của châu Như thì cái mặt bông lưỡi bẹt thì rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì hôm qua thì em giới thiệu mọi người, hôm qua em chỉ phát trực tiếp một chút thôi vì về hàng về muộn, và thứ hai là sáng hôm nay thì cũng có việc bận nên cũng không lên live stream được. Mặt hàng mà em giới thiệu mọi người đó chính là vũ nữ mật ngọt. Đấy, vũ nữ mật ngọt, nghe cái tên của nó đã rất hấp dẫn rồi. Và thứ hai thì cái dòng này phải nói là cái hoa của nó rất là thơm. Hoa của nó khi mà nở ấy, nó thơm như cái mùi hương vani của mình đấy ạ. Đây là vũ nữ mật ngọt nhá. Đây là dòng cây nhỡ này. Đấy, cây rất là to luôn. Em bán là 45.000 một bầu. Ngoài ra thì em cũng có về thêm một loại vũ nữ, đó chính là vũ nữ kim cương. Vũ nữ kim cương ạ. Loại này thì nhỏ hơn một xíu thì em bán là 30.000 đồng một bầu. Vũ nữ ạ. Đây em so sánh hai mọi người hai cái chậu cốc này, chậu 30.000 và chậu 45.000 này. Đấy. Đây hai loại này, hai loại khác nhau nhá. Đấy, loại 30.000 và loại 45.000. Đây là vũ nữ mật ngọt và vũ nữ kim cương ạ. Hôm nay về số lượng cũng khá là nhiều cho các bác đặt hàng này. Cây đã
lớn mà cứng cáp rồi nhá, các bác yên tâm này, cây cứng cáp mà rất là đẹp luôn, nói là rất là đẹp, lô này rất là đẹp vì em lựa từ vườn về đấy, chọn từng cây một nên là nó rất là đẹp nhá. Ừ, cứng cáp luôn đấy. À, cứng cáp hơn những cây hoàng hậu mà đợt vừa rồi, phải đảm bảo như thế. Tiếp theo là em có cái dòng cát này, cát này gọi là cát nhỡ, thực ra hôm vừa rồi em đọc là cát chung ấy. À, nó cũng gọi là hàng chung chung, nhưng mà nếu mà thực ra thì nếu mà đọc là hàng nhỡ thì nó hợp lý hơn, vì hôm đấy nhà em có 3 loại cát. Đây, cái loại cát nhỡ này em bán là 60.000 đồng một bầu. Cát nhỡ này so với dòng cát giống kia thì nó to hơn, nói thật là cái to hơn và cái cứng cáp hơn rất là nhiều. À, dòng cát thì được cái là nó đẻ nhánh rất là nhanh, khi đến độ tuổi trưởng thành thì các bác có thể tách cái cát ra và trồng vào từng chậu riêng thì nó sẽ đẻ rất là nhanh đấy ạ. À, 60.000 đồng một bầu nhá, số lượng còn rất là ít thôi ạ. Đấy. Tiếp theo là đai châu giống ạ. Đai châu giống em bán là 30.000 đồng một bầu. Bây giờ còn số lượng rất là ít thôi, 30.000 đồng một bầu. Đây là đai châu giống. Ờ, lô này thì lá ngắn khá là nhiều. Đấy. Đây là hàng lá ngắn nhé. Đây ạ. Hàng lá ngắn 30.000 đồng một bầu ạ. Còn một ít em bán giảm giá nốt ạ. Em còn một số lượng rất là ít cây giả hàng Pháp thôi. Đấy. Nên là em bán là 50.000 đồng một bầu, bán nốt nhé, chắc chỉ tầm còn khoảng 20 chậu nữa thôi. Và sắp tới thì em nhập thêm lô mới nên em bán để giá là 50.000 đồng một bầu giả hạt Pháp này. 50.000 đồng một bầu ạ. À, còn đây là hoàng nhạn Thái, 45.000 đồng một bầu. 45.000 đồng một bầu, cũng cây hàng giống. Có cây thì có cốc thì có hai cây như vậy này, thì nó nhỏ hơn một xíu. Đấy. Hoàng nhạn Thái, hoa hoàng nhạn phải nói là rất là thơm. Và nếu mà nói dòng này thì rất là hot luôn. Em có một cái bầu hạc đỉnh. Hàng này là chắc là hàng hồi về đây. Hàng này cho các bác về làm giống nhá. Ờ, em bán là 90.000 đồng bầu này đi. Em bán giảm giá luôn là 90.000 đồng một bầu hạc đỉnh này. Đấy, gửi đi cho các bác, không hiểu lý do tại sao hồi về. Đây đang lên mầm đây. Cho các bác về làm giống nhá, còn duy nhất một bầu thôi ạ. Hôm qua thì nhà em về một lô hồ điệp thì nói thật là hôm qua mới live stream thôi mà đã hết hàng rồi, thì các bác chắc là hẹn các bác lô sau nhé các bác nhé. Và tiếp theo thì em cũng muốn giới thiệu đó chính là cái lô mà đen rô xuân, thì đáng nhẽ là tối nay cập bến thêm một lô nữa. Nhưng mà hàng về hơi muộn nên sáng mai sẽ về đến tận nhà. Những bác nào đặt hàng thì em sẽ trả đơn trong ngày mai nhé. Sẽ trả đơn trong ngày mai ạ. Còn đen rô xuân thì về lô nào cũng nó cũng đẹp như vậy thôi, nó đẹp như nhau cả. À, em có ba cái khóm hoàng thảo trúc đen này. Hoàng thảo trúc đen đúng là mùa này đang mùa hoa luôn, có một bông hoa bói đang nở rồi này. À, em có ba cái rể to thứ nhất này, rể này khá là to bự này, nguyên một rể luôn. Em bán là 250.000 cái rể thứ nhất nhá. Đây là những cái thân tơ. Trúc đen thì nó đang xuống lá, trông nhìn nó hơi trơ trọi một chút. Nhưng cái dòng này hoa của nó rất là thơm và sai. Nếu mà ra hoa nó rất là sai. Khóm thứ hai 150.000. Có 3 khóm này. Khóm thứ hai nhỏ hơn thì 150.000 này. Đây khóm thứ ba cũng 150.000. Đấy, các bác về nó từng rề này, các bác ôm luôn vào cái gỗ, miếng gỗ của nó. Miếng gỗ là nó sẽ lên rất là khỏe và đẹp luôn. Đấy. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là hoàng thảo Trần Tuấn. Một mặt hàng rất là đáng sưu tầm. Bởi vì cái mặt hoa của nó rất là xuất sắc và đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Cây nó nhỏ vậy thôi. Cây nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng cái mặt bông của nó này, các bác để ý này, đang nở hoa này. Có những cây nhỏ như vậy cũng đã đang nụ hoa, đã nở hoa như vậy rồi này. Dòng này là thuộc cái dòng sưu tầm thôi, vì cái giá thành của nó cũng rất là đắt đỏ. Các bác có thể sưu tầm một vài nạng nhé. Hàng hôm nay thì có cả cây to cây bé, nhưng mà em bán giá ưu đãi luôn là 1.400.000 đồng một cân, tương đương với 140.000 đồng một nạng. Các bác có thể sưu tầm một vài nạng nhé. Em sẽ nhặt solo cả cây to và cây bé, vì cả cây bé thì nói thật là nó vẫn có khả năng ra hoa như bình thường. Các bác lấy về làm giống này nhé. Đấy, mặt hoa của nó rất là xuất sắc đẹp luôn. Đấy. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhé. Hoàng thảo Trần Tuấn này. Hôm nay chỉ về tầm khoảng gần chục cân thôi. Tiếp theo đó chính là hoàng thảo kèn rừng này. Hoàng thảo kèn rừng Lào nhé. Kèn rừng Lào. Đây đã qua mặt đã qua mùa hoa rồi, nên là nhìn cái mặt bông của nó thì
chỉ còn vài một vài cây có một bông như vậy thôi đấy. Hàng bây giờ nói thật là đang nhú nhú mầm nên rất là nhiều luôn. Các bác lấy về thì thời điểm này lấy về làm giống và trồng thời điểm này rất là hợp lý luôn đấy. Mầm gốc đang lên rất là nhiều các bác nhé. Phiên hôm nay em bán giá ưu đãi là 100.000 đồng một nạng, tương đương với 1 triệu đồng một cân đấy, kèm rừng là chỉ trong phiên ngày hôm nay nhé. Tất cả những mặt hàng trong ngày hôm nay thì em sẽ bán giảm giá, tại vì thực ra nhà cũng có chút công việc nữa nên là cũng muốn là bán nhanh tất cả những mặt hàng để đấy 100.000 đồng một nạng ạ. Mặt hàng tiếp theo hôm nay nhà em cập bến đó chính là quế trắng tháng 8, quế xếp tháng 8 ạ. Quế tháng 8 ấy, cái hoa của nó thì rất là thơm. Đây là hàng lớn này, hàng trung hàng lớn này. Quế xếp thì em bán là 600.000 đồng một cân. Hôm nay em bán 600.000 đồng một cân nhé. 600.000 đồng một cân quế xếp tháng 8 ạ. Có những cây xếp V, có những cây xếp lân như vậy này. Còn đây là hàng quế giống này. Hàng quế giống. Quế giống thì cây nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy. Cây này cũng cây cái to rồi. Cây quế giống thì cây nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Các bác về làm giống này. Đấy. Cái loại này thì các bác về trồng thì rất là dôi cân. Mà quế hay tam bảo sắc thì đều là những cái dòng rễ gió, nên là cái khả năng bật rễ rất là nhanh. Và thứ hai khi mình ghép vào lũa thì nó hình thù nó cũng rất là đẹp luôn. Thế hàng quế giống này em bán là 450.000 đồng một cân. 450.000 đồng một cân. Rất là nhẹ nên một cân phải nói là được rất là nhiều luôn. Đấy. Dòng này các bác nhà vườn rất là thích ghép vào vườn này. Còn tiếp theo đây là giáng hương tam bảo sắc. Đây là giáng hương tam bảo sắc tháng 4 nhé. Đấy, đây là những cái ngồng hoa của nó đang lên. Cũng có một số cây ra ngồng hoa như vậy rồi này. Có cả cây to và cây nhỏ. Đấy, hàng hôm nay em bán solo 170.000 đồng một cân. Này, bán giảm giá luôn là 170.000 đồng một cân này. 170.000 đồng một cân quế giáng hương tam bảo sắc này. Tiếp theo là hoàng thảo đùi gà dẹt. Hôm nay về rất là nhiều luôn. Lô này ngày mai vì nhà em về lại một lô mới số lượng nhiều nên hôm nay em giảm giá luôn là 160.000 đồng một cân. Hoàng thảo đùi gà dẹt nhá, 160.000 đồng một cân ạ. Hàng rừng nên có cả thân tơ và thân già. Các bác lấy thời điểm này thì ghép rất là hợp lý và thích hợp luôn. Mà đùi gà dẹt thì đấy, ghép rất dễ trồng. Em cho mọi người xem đây là mặt bông của đùi gà dẹt này. Đấy, hoàng thảo đùi gà dẹt. Đây là mặt bông của hoàng thảo đùi gà dẹt. Đấy. Rất là sai nhé. Khi mà ra hoa phải nói rất là sai bông luôn ạ. Nên em có một cái combo gồm sóc hải yến và đuôi cáo ạ. Đấy. Toàn cây sóc to luôn. Cắt tỉa gọn gàng nhé. Hôm vừa rồi thì em gửi một cái đơn hàng một cân sóc cho một anh. Kể ra thì thế này, nghe nó cũng hơi buồn cười một chút. Đến nơi thì anh ấy không nhận ra nhận mà anh bảo nhân viên ra nhận. Cuối cùng thì đến nơi nhân viên chụp ảnh gửi về, anh ấy bảo là thối hết rễ, thối hết gốc cả rễ. Em đang thấy quái lạ và tại sao mà hàng này rất là khô ráo mà lại thối được. Thì hóa ra là anh ấy bảo đây là bị thối rễ này. Mà cái hàng này mà bổ thối rễ thì em cũng chịu, em cũng chẳng biết trả lời nào nên em cho quay đầu rồi. Đấy, thì cái combo này gồm mấy cái cây này, cây hải yến này, toàn những cây to luôn này. Và một số cây cáo này. Một cây cáo này. Hai cây cáo này. Đây là cây chồn này. Cáo này. Đấy. Combo này em để là 250.000 nhá. 250.000. 250.000 cái combo này nhá. Tiếp theo là long tu đá tím ạ. Hôm nay nhà em về một lô long tu đá tím ấy. Đấy. Hàng lô hôm nay rất là đẹp này. 200.000 đồng một cân, 200.000 đồng một cân. Còn đây là long tu sân. Long tu sân thì bây giờ chỉ còn hàng ngắn ngắn làm giống như vậy này. Đa số là hàng ngắn làm giống như vậy. Em bán luôn là 220.000 đồng một cân. 220.000 đồng một cân. Hàng giống để hàng ngắn để làm giống nhá các bác nhé. Bây giờ thời điểm này những cái cây long tu sân này, những cái ấy của nó, cái mắt ngủ của nó đã bật lên gốc rất là nhiều rồi này. Đấy, ghép mùa này phải nói rất là thích hợp, ghép hai cái loại long tu này. Và thứ hai long tu thuộc cái dòng rất là dễ trồng luôn. Mà hàng tiếp theo nhà em có đó chính là kiếm tiên vũ. Đấy, kiếm tiên vũ hôm nay về cái lô này lá, phải nói là lá ngắn là một, thứ hai là cái bản lá cũng khá là to này. Đấy, kiếm tiên vũ này.
120.000 đồng một cân, 120.000 đồng một cân kiếm tiên vũ nhé. Rất là nhiều cho các bác sưu tầm. Kiếm tiên vũ ngoài cái vẻ đẹp của nó thì nó cũng là có cái mang cái ý nghĩa phong thủy rất là nhiều. Kiếm thì thường người ta thường trồng cái chậu kiếm trước nhà thì rất là phong thủy và đẹp luôn. Này 120.000 đồng một cân. Giá bây giờ so với thời điểm ban đầu đã rất là rẻ hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay về một chút cẩm báo này, cẩm báo một số cây giờ đang nụ này. Đấy, cẩm báo thì nói thật là cái bản thân cái lá của nó thì nó cũng đã rất là giòn rồi. Và thứ hai khi mà mình khai thác trên rừng thì để mà giữ được cái lá mà nó đẹp hoàn toàn và nguyên vẹn thì rất là khó. Đấy. Hôm nay em bán là 250.000 đồng một cân nhé, 250.000 đồng một cân. Giáng hương cẩm báo này. Đấy. Cây một số cây thì ngồng nụ nhưng mà 250.000 ạ. Em có một khúc cẩm báo nguyên bản ạ. Đây, khúc này gồm 1 2 3 4 cây. Khúc này cũng nhẹ thôi. 4 cây cẩm báo nguyên bản luôn. 150.000 cái khúc này nhá. 150.000 cái khúc cẩm báo này. Em có một cái khúc giáng hương tao màu sắc tháng 4 này. Đấy. Lại một khúc nguyên bản, một cây lá xếp và hai ngồng hoa. Đấy, hai ngồng hoa đang dài như vậy này. Khúc này cũng 150.000 đi, 150.000 đi khúc này đi. Đấy, bán lốt này. Giảm giá luôn. Và tiếp theo là những mặt hàng mà hôm nay em sẽ bán giảm giá này. Tiếp theo là kiếm hồng hoàng này. Hôm nay em bán 100.000 đồng một cân. Tương tư hồng 100.000 đồng một cân. Đấy. Ở những mặt hàng hôm nay sẽ bán giảm giá, xả luôn để phải nói là bán xả để do nhà cũng có chút công việc. 100.000 đồng một cân này. Chuỗi ngọc, chuỗi ngọc hôm nay bán 130.000 đồng một cân, 130.000 đồng một cân nhé. Chuỗi ngọc bây giờ đang lên những mắt ngủ này, đã lên những thân rất là nhiều. Hoàng thảo Điện Biên Đông hay người ta gọi là hương rừng này, hôm nay bán luôn là 200.000 đồng một cân. Long tu đá trắng 150.000 đồng một cân, 150.000 đồng một cân. Hài vệ nữ, hài vệ nữ, hài vệ nữ mùa này đang nụ này. Hôm nay bán xả luôn là 80.000 đồng một cân này, xả luôn hài vệ nữ. Còn đây là hài râu xanh cũng 80.000 đồng một cân. Hôm nay còn một ít mặt hàng thì mong các bác thông cảm là em sẽ bán xả luôn để em nhập đồ mới nhé. Kim điệp nhựa 150.000 đồng một cân ạ. Hay người ta gọi là kim điệp thơm này. Cái khóm mà nó cũng vừa vừa thôi, không có khóm to đâu. Đấy, khóm như vậy này. Được cái thì cái hoa này phải nói là rất là bền hoa. Và thứ hai hoa rất là thơm. Người ta hay gọi là kim điệp thơm đấy ạ. 150.000 đồng một cân. Số lượng còn rất là ít này. Hoàng thảo thập hoa 100.000 đồng một cân, 100.000 đồng một cân. Ngọc thạch ba màu 130.000 đồng một cân. Ngọc thạch thì cái lô này bây giờ các bác về làm giống đi nhá. Để chơi hoa thì chắc là cũng không chơi hoa được. Qua mùa hoa em thấy cũng lô này cũng không có nhiều cây có nụ lắm. Và thứ hai là cái mầm gốc đang lên rất là nhiều này. Mầm gốc của nó là đang bật lên rất là nhiều. Hôm nay em bán thanh lý luôn là 130.000 đồng một cân. Giá phải nói là rất là rẻ rồi. Tiếp theo là hoàng phi hạc. Lô này cũng xả luôn này, còn một ít này. 100.000 đồng một cân. Cũng xả luôn, chắc chỉ còn 5-6 cân. Hàng này hàng không được đẹp cho lắm. 100.000 đồng một cân nhé. Còn 2, chắc còn tầm 2-3 cân hoàng thảo xoắn này. 200.000 đồng một cân, 200.000 đồng một cân hoàng thảo xoắn. Còn một ít thôi. Hoàng thảo xoắn 200.000 đồng một cân. Long tu xuân thì em vừa quay rồi, 230 này. Còn đây là sắp lào này. Sắp lào chỗ này thì nó hơi khô mất nước và cây nhỏ nữa. Em bán là 80.000 đồng một cân. Đây là kiếm lô hội ạ, 50.000 đồng một cân, 50.000 đồng một cân kiếm lô hội. Em còn ít xương cá này. Xương cá còn tầm khoảng 3-4 cân thôi. Xả luôn là 100.000 đồng một cân. Đấy. Tất cả những mặt hàng hôm nay em xin phép là xả giá nhé. Xả hàng luôn. Nói thật mấy hôm nay thì công việc chẳng hiểu sao công việc cũng khá là nhiều nên là còn đọc lại hàng cũng khá là nhiều, không có thời gian bán hàng luôn. Còn đây là gì nhỉ? Hài Henry ạ, hài Henry. Cái này thì làm giống thôi, vì cây nó khá là nhỏ này. Bán luôn là 150.000 đồng một cân này.
150.000 đồng một cân hài Henry, bán xả lỗ luôn nhá, xả lỗ luôn. À, em có một cái lô nhạn này. Nhạn này để làm giống này, nhạn tháng 4 này. Chỗ này chắc cũng phải đến 20, hơn 20 cây. Nói chung là cây nó cũng chỉ để làm giống không được đẹp lắm đâu. Có những cây thì nó mất lá như vậy này. Nhưng chắc chắn là ngọn này vẫn còn nha các bác nhá. Đây cả một lô này chẳng biết là bao nhiêu, 200 nghìn này. Chào bác nào thích về sưu tầm này. Quay qua một số cây cho các bác nhá. Không này. Nhìn đây cây nó tình trạng cây như vậy này. 200 nghìn chỗ đống này nhá. Hoàng nhạn tháng 4 này. Hàng không có hàng luôn. Chẳng hiểu sao đợt này hoàng nhạn lại hiếm hàng như vậy. 200 nghìn chỗ lô này. À, còn đây là hoàng thảo kim thoa. Xả luôn là 100 nghìn đồng một cân. 100 nghìn đồng một cân nhé. Hoàng thảo kim thoa nhé. Cây thực ra nó cũng hơi khô một chút. Tại vì hàng dừng về thì em cũng không tưới tắm nước gì cả. Tại vì để gửi cho các bác thì đảm bảo là an toàn nhất là khi mà gửi trong thùng xốp, thùng giấy thì nó không bị thối. 100 nghìn đồng một cân này. Hôm nay bán 100 nghìn đồng một cân. À, em có một chút kiều tím miền Trung này, hay người ta gọi kiều hồng này. Hàng này hàng giống nhá. Thứ nhất là hàng giống là cái cây nó ngắn một chút này. Đấy. Và thứ hai hàng dài thì cây nó hơi ít lá. Nhưng mà đảm bảo các bác là kiều của nó phải nói là nó rất là dễ sống luôn. Đấy. Chắc chỗ này cầm tầm 2 cân thôi. Đấy, 250 nghìn đồng một cân. Đấy. Kiều tím miền Trung hàng làm giống này, cây ngắn, hàng thân ngắn luôn. Hôm vừa rồi nói thật là em cũng không dám nhận đơn các bác. Vì ở hàng này lúc nào cũng cháy hàng. À, còn chỗ kiều vuông mỡ gà này cũng hàng ít lá, không có lá. Không có lá nhiều. Cho các bác làm giống thôi, chỗ này gần 2 cân. 200 nghìn chỗ này, 200 nghìn chỗ kiều vuông mỡ gà này. Về các bác làm giống thôi nhá, nhìn nó không được đẹp mã cho lắm đâu. 200 nghìn về tha hồ làm giống này. À, còn chỗ sơn thủy tiên xả luôn 100 nghìn đồng một cân này. Cây thì nó cũng hơi rời vụn một chút. 100 nghìn đồng một cân. Em có tầm khoảng một ít hạc vĩ làm giống này. 150 nghìn đồng một cân. Không biết cân lên được bao nhiêu này. Còn cái chỗ hàng lẫn này thì 100 nghìn đồng một cân. Đấy. Nói chung là hàng lẫn lộn các thứ 100 nghìn đồng một cân này. Gồm có cả đủ các thể loại luôn. 100 nghìn đồng một cân nhé các bác nhé. Ở trên đây là toàn thể những mặt hàng trong phiên buổi tối hay nào nhà em có. Thì các bác đặt hàng có thể liên hệ theo cái đường dây số điện thoại là 0393 998895. Và em sẽ đóng hàng trước các bác trong ngày mai ạ. Và cuối cùng thì xin chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và rất mong các bác luôn ủng hộ trong cái thời gian sắp tới. Và có những cái thắc mắc hay là đóng góp gì cũng rất mong là các bác có thể góp ý một cách trực tiếp để em có thể là hoàn thiện hơn trong cái thời gian sắp tới này ạ. Xin chào tất cả các bác.